Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cửa hàng của người chơi đồ. Hôm nay ta sẽ nói về con sản phẩm này, trông như cái đài nhưng mà lại rất là DJ. One Audio F2 với giá chỉ từ 540.000. Tại vì hãng tặng anh em viewer người chơi đồ mã giảm giá 50.000 khi bấm vào đường link duy nhất trong phần mô tả và bình luận. Duy nhất từ mùng 1 đến mùng 6 tháng 6 nên là hãy bấm nhanh kẻo không kịp. Với hơn 5 lốp thì các thượng đế sẽ nhận lại được gì? Đầu tiên, đây là cái dock sạc đẹp nhất mà tôi từng được cầm trên tay, trông như cái đài nhưng mà nó lại là cái tai nghe. Kèm theo sự đẹp này là một cái thời lượng lên tới 48 giờ sử dụng, nếu kết hợp với dock sạc mà dùng lẻ thì là 8 tiếng, thoải mái cho một buổi đi học hoặc đi làm. Âm thanh thì sao? Âm thanh nó là hi-fi quen thuộc của One Audio, mang lại trải nghiệm nghe ngóng chân gần nhà máy thực. Tổng quan là như vậy, còn bây giờ tôi sẽ đi vào chi tiết review con One Audio F2 này. Không phải giới thiệu quá nhiều về One Audio nữa. Lần trước thì tôi đã giới thiệu rồi. Hãng tai nghe DJ làm bố trên Amazon và đang có ý định làm bố trên Shopee và các sàn thương mại điện tử khác tại Việt Nam. Vì là hãng thiên về tai nghe cho DJ nên là chiếc headphone lần trước nghe khá đỉnh. Lần này tôi khá là mong chờ vào chiếc True Wireless này. Nhưng mà những sự tinh túy thì còn không. Thì chúng ta phải nói về ngoại hình trước đã. Wow, ngoại hình thì còn gì phải nói nữa không ạ? Nhưng mà trước tiên nói về hộp đã. Cái hộp được làm cực kỳ chỉn chu, thậm chí là hai lớp vỏ luôn cho nó cẩn thận. Vỏ ngoài thì nó in những thông tin cơ bản thôi. Bên trong tháo bao ra thì là hình tròn logo của One Audio được in to đùng này. Và với cái sự bất ngờ của tôi thì cái hộp này là hộp nam châm, khá là xa xỉ với mức giá chỉ hơn 500.000. Thậm chí là mấy cái quả tai nghe tiền triệu mà tôi mua thì nó không được cái hộp như này. Và để đỡ nhựa thì được làm bằng giấy hết. Phụ kiện đi kèm thì nó cũng cơ bản, một dây xi và mấy cái nút tai nghe thay thế. Và với cái khu thẩm mỹ của tôi thì cái hộp này thực sự gây ấn tượng tốt. Cầm lên phát là ui, trông nó hay nhỉ. Tại vì hầu hết những chiếc tai nghe khác thì có phần dock sạc khá đơn giản. Bạn sẽ thấy trên mấy quảng cáo của Trung Quốc mà không biết mua ở đâu ấy, mấy đồ hay hay này chỉ có ở Trung Quốc đâu. Không biết ý đồ của nhà sản xuất là gì nhưng mà tôi thì thấy là nó giống cái đài cassette. Kiểu đây là loa, đây là núm vặn này. Một kiểu thiết kế là mang theo hướng retro. Mặc dù quả hình tròn dạng gen có logo này không có tác dụng gì nhưng mà đẹp là được. Chữ One Audio được thêm vào để cho đỡ trống này. Cùng theo đó là giải đèn báo thời lượng pin được làm cách điệu khá đẹp. Cổng sạc để dưới đáy cho nó gọn gàng. Các chi tiết viền vàng trông nó cực kỳ hợp với màu đen. Vàng đen thì đúng công Thái Tâm cũng nói toát ra một sự luxury. Ban đầu tôi tưởng là cái hộp này cũng què, nhưng mà nếu mà để khéo thì nó vẫn đứng được. Với phiên bản màu đen thì phần vỏ sẽ được làm nhám, nó hơi bám mồ hôi vân tay một tí. Điểm mà tôi khá thích là cái đèn báo pin được làm cách điệu và rất dễ nhìn ở ngay mặt trước. Nó làm nổi lên nên mình đỡ phải tìm. Đánh giá là cái ưu điểm lớn nhất của chiếc tai nghe này là cái hộp đẹp trông thời trang. Mở nắp ra thì điều ấn tượng tiếp theo, nó không có gờ ngăn cách giữa hai bên tai nghe, tức là phần này liền luôn vào phần nhau, tạo thành hình trông rất là Batman. Bản lề cũng chắc chắn này, có cả khớp luôn cho nó chắc hẳn nhé. Điều này sẽ làm nó không bị tự nhiên mở ra. Tôi có thử vậy vậy thì nó cũng không bật ra, rất là chắc. Mở ra, cầm đôi tai nghe in-ear này lên thì nhìn luôn là biết giống cái gì rồi. Đây gần như là một chiếc hình dáng nguyên thủy nhất của một chiếc tai nghe True Wireless. Từ cái hồi mới cắt dây đi thì trông nó vẫn y hệt như này. Chất liệu thì phủ nhám đen cho đồng bộ với dock sạc này. Đối với nhu cầu sử dụng của tôi, phần đuôi dài như này không vấn đề gì cả. Nhưng mà ai hay nhảy nhô nhào nhào thì có vẻ là nó sẽ hơi cọ mặt một tí. Nhưng mà phần nút tai này được làm cực kỳ phù hợp để cho phong tai của tôi. Người ta gọi kiểu này là ergonomic, tức là kiểu công thái học ấy. Và công thái học thì theo nghiên cứu là nó nâng cao sự thoải mái. Nên là mặc dù thân tai hơi dài nhưng mà nhét vào khá chắc này, nảy hip hop các thứ không lo bị rung. Với các nhu cầu đi chạy ngoài trời hay đi trời mưa hoặc đơn giản là chỉ vô tình bắn nước vào thì tai nghe này có IPX5 thì nó đỡ bị hỏng hơn, mồ hôi mồ kê thoải mái. Ngoài ra thì nó cũng được trang bị thêm hai quả đèn thông báo dạng trạng thái nhấp nháy xanh xanh đỏ đỏ khá là hay. Nhưng mà chỉ hay khi ở trong hộp thôi chứ đeo vào mình cũng chả thấy gì. Các thao tác thì không có gì đặc biệt lắm nên là hãy thử xem ngay trong sách hướng dẫn sử dụng. Có đúng một tờ đấy cũng không mất nhiều thời gian. Nó cơ bản như là đa số những tai nghe True Wireless khác rồi. Lưu ý phần nhỏ là cái phần tròn tròn này là cảm ứng được thôi chứ còn phần thân dưới thì không bấm được. Về khoản kết nối thì ở đây chúng ta có Bluetooth 5.0 này. Tuy không còn là cái công nghệ mới nhất bây giờ nữa nhưng mà để hiện tại vẫn đủ dùng, đảm bảo sự mật mã ổn định. Trải nghiệm nghe của chiếc tai nghe này thì tôi chỉ đánh giá vừa đủ thôi. Các âm thanh hài hòa để nó không tạo ra khó chịu khi nghe nhạc. Nó sẽ không thiên quá về giải âm nào cả. Bass thì cũng vừa phải, không quá lực. Mid và treble thì cũng được là không quá chóe. Điều này có nghĩa là nghe nhạc thì nó sẽ không quẩy tới banh nắp được. Nhưng với những bài hát thông thường thì trải nghiệm mang lại là ổn ở tầm giá. Và nhất là cái ngoại hình nó mang lại. Có nhiều chiếc tai nghe khác trong tầm giá này và kể cả phân khúc đắt đỏ hơn thì âm treble nó cũng khá chóe, đem lại cảm giác hơi khó chịu một xíu. Nên là với giá tiền này tôi sẵn sàng đánh đổi một xíu. Trông nó đẹp, tai nghe thì ở mức hài hòa, đủ dùng cho nhu cầu giải trí. Một cái điểm trừ nhỏ là nó lại không được trang bị sẵn chống ồn chủ động ANC mà chỉ chống ồn bị động thôi. Tuy nhiên là bật nhạc lên thì vẫn nghe thấy mọi người nói chuyện xung quanh. Một phần để đảm bảo là sự thoải mái là tai không bị quá kín. Vì phần nhiều là không có chống ồn thì nó cũng chỉ thế thôi. Cà phê đi làm việc thì nên chọn quán nào mà chuyên để làm việc cho đỡ ồn.
Nhưng mà thế này thì được cái là ai không thích bị cách ly với thế giới bên ngoài thì lại thích đeo tai nghe vào, nhưng mà vẫn hóng được drama và kiểu nó làm mình lâu kỳ kiểu mình đang hóng nhưng mà vẫn đeo tai nghe như là không đang hóng thì kiểu thế. Về pin thì pin là một cái điểm khá mạnh trên chiếc tai nghe này, dùng riêng thì được khoảng 8 tiếng như là đa số những chiếc khác trên thị trường. Cái hộp sạc ngoài đẹp ra nó có dung lượng pin khá lớn nhất, tổng thời gian khi dùng cùng hộp sạc lên tới gần 50 tiếng, thoải mái cho mọi chuyến đi du lịch ngắn ngày mà không cần mang sạc. Ngoài cái pin to ra thì hộp sạc này cũng hỗ trợ sạc 1,5 tiếng là đầy pin, cắm tí là đầy full luôn, ta hồ bay lượn. Tôi có cắm thử vào sạc điện thoại thì cũng chưa thấy vấn đề gì về pin và cũng không thấy là hãng có khuyến cáo gì nên cắm sạc 5V. Thế thôi, cứ cắm sạc 5V vào thôi cho chắc, chứ còn cắm công suất to thì hỏng cũng chịu. Và với một thương hiệu chuyên tai nghe DJ như là One Audio thì chiếc tai nghe True Wireless này làm tôi khá là ấn tượng. Nó mang được cái sự cổ điển vào trong thiết kế này mà vẫn thể hiện được tinh thần của hãng. Phần dock sạc này thì tôi thấy giống cái đài, nhưng mà nhiều người lại nhìn ra là giống cái đĩa than hoặc là bất kỳ cái gì đấy có thể tưởng tượng ra được. Đây là một điểm khá hay, nó sẽ tạo được cái hứng thú cho người sử dụng khi mà được cầm sản phẩm trên tay. Và đương nhiên là viewer của người chơi đồ thì sẽ được giảm giá 50.000 khi bấm vào đường link trong phần mô tả và bình luận, cộng thêm mã của sàn nữa thì có khi còn rẻ nữa. Từ mùng 1 đến mùng 6 tháng 6 là hết nên là mua nhanh kẻo nguội. Tổng kết lại thì One Audio F2 là một chiếc tai nghe ấn tượng về ngoại hình này, nó đem lại cảm giác hài hòa trong mặt trải nghiệm. Tôi nghĩ là này One Audio đánh mạnh hơn về mặt thiết kế để tạo dấu ấn. Nó như kiểu là Kia trong làng ô tô ấy, ngoại hình cái thứ trông rất đẹp và cho những người mà thích thể hiện cá tính, nhưng mà cái phần sử dụng nó tùy người, nó hài hòa, không quá xuất sắc. Tạo điểm nhấn cho người dùng để nhớ về One Audio không chỉ là hãng làm tai DJ mà cũng có những chiếc tai nghe nhỏ gọn, nghe ngắm ngon lành, ngoại hình rất ok. Tuy có thể là điểm mạnh của One Audio chưa thực sự quá bùng nổ trong phiên bản giá rẻ này, nhưng mà những gì nó mang lại là vừa đủ cho nhu cầu giải trí và sử dụng cơ bản. Các bạn thấy sao với One Audio F2? Trong tầm giá này còn chiếc tai nghe nào ngon hơn không, đẹp hơn không thì hãy comment ở bên dưới. Tôi là Linh, đừng quên đăng ký người chơi đồ để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.